là xin ban tổ chức chuyển đến cho camera đầu tiên, đó là camera Trần Thị Luyện. Không biết mà, dạ, xin gia đình mình ráng cố gắng thành tâm và lắng nghe là cái sự dịu âm khai thị. Con xin phép được đọc thông tin ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho con là Trần Thụy Luyện, pháp danh hiệu Diệu Luyện, 80 tuổi. Phật tử đang bị đau cổ họng, khàn tiếng mấy năm nay. Phật tử đã tu pháp môn tịnh độ thời gian được khoảng 6 năm. Phật tử rất tin tưởng vào pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương cực lạc. Đợt này, tình hình sức khỏe con bị giảm sút rõ rệt, bị đau tai, đau họng, sụt cân. Con đã uống rất nhiều thuốc mà vẫn không thấy đỡ. Con không sợ chết, nên gia đình chúng con xin thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho con vững vàng lòng tin để con chuyên nhất niệm một câu A Di Đà Phật. Cũng xin thầy điều giải các chư vị oan gia trái chủ cho con để các vị ủng hộ con được thuận buồm xuôi gió con đường về Tây phương cực lạc. Con xin thành tâm cảm niệm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm cùng ban tổ chức đường Zoom hộ niệm thế giới. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Cô Luyện hôm nay đã vững vàng quyết chí đi vãng sanh chưa? Cô Diệu Luyện quyết chí chưa? Quyết chí thì giơ tay lên, gia đình mình cũng giơ tay lên. Không những giơ tay mà còn năm cú nữa, tức là hứa chắc mình đi. Cô Diệu Luyện ơi, tất cả đều do ở mình. Mình quyết chí đi, Phật quyết chí cứu mình, cầu vãng sanh Tây phương cực lạc. Phật quyết chí cứu mình mà mình lơ là thì chính mình buông tay ra. Tất cả đều do tại mình đấy cụ. Rõ ràng cụ khai ở đây là sức khỏe của cụ bị xuống lắm rồi phải không? Bệnh nhiều quá rồi, thuốc thang không trị nổi. Cụ ơi, mỗi người chúng ta mang một cái khối bệnh mà nặng như tu gì chứ không phải bao nhiêu đó đâu cụ. Nặng đến nỗi mà vô lượng kiếp qua ta rời cái núi nghiệp này không nổi. Vậy thì một căn bệnh đến với ta là một bài pháp. Phật dạy rằng là nghĩ đến thân thể này đừng cầu hết bệnh. Như vậy mình không cầu hết bệnh, mình có cầu bệnh đến không? Cụ ơi, cũng không cần cầu bệnh đến làm chi. Nó đến, nó dạy cho mình phải bỏ cái nghiệp này. Nó dạy cho mình phải bỏ cái thân bệnh này. Nó dạy cho mình phải ráng niệm Phật cụ ạ. À. Cụ quyết tâm niệm Phật thì Phật có cái cách đưa mình vượt qua cái khối nghiệp này, vượt qua những căn bệnh này trở về Tây Phương. Con hỏi cụ Luyện, cụ có thấy nhiều người vãng sanh chưa cậu? Thấy chưa? Thấy thì giơ tay lên đây. Thấy người ta vãng sanh, mình cũng phải quyết làm vãng sanh Tây phương cực lạc. Rõ ràng, đơn giản. Nếu mà cậu nói là cư sĩ Diệu Âm khai thị cho cụ vững vàng, thì bây giờ đây cụ vững chưa? Nhất định vững vàng ngay ở cái tâm của mình. Mình quyết chí đi, mình tin tưởng vững vàng một cái núi nghiệp như cái núi tu di đang đè trên mình, tự nhiên nó rơi xuống đất, nó làm cái nền tảng cho cụ bước đi mà vãng sanh Tây phương cực lạc. Hàng ngàn người đã đi bằng cách này, còn nói là bây giờ mình dùng cái tay này mà đánh cho bế cái khối nghiệp ra thì mình bế tay chứ không bế khối nghiệp, đúng không? Cụ thí nghiệm thử coi. Mình để mình lấy cái tay mình thôi vô trong cái tường, cái là tay mình bể chứ cái tường không bể. Cái tường này so với núi nghiệp của mình không ăn nhầm gì đâu, núi nghiệp nó còn cứng hơn. Nhưng mà cái tay của mình chấp lại niệm A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây phương cực lạc. Rõ ràng là tay của cụ không đánh vào núi nghiệp mà tay của cụ bám chặt đại nguyện Đức A Di Đà. Ngài đưa tay xuống, ngài cầm tay của cụ, ngài dắt
cậu bước qua núi nghiệp trở về Tây Phương, đơn giản như vậy. Chính vì thế mà bao nhiêu thuốc thang chữa không hết là Phật dạy cho mình biết, à, bệnh nghiệp thì thuốc chịu thua, uống thì cứ uống để cho nó đỡ khổ, không sao nhất định. Nhưng mà càng uống chừng nào mình càng niệm Phật chừng đó, nghe cậu. Muốn nói gì? Nhớ không? Uống nhiều thuốc mình niệm Phật nhiều hơn nữa, vì thuốc chỉ trị cái thân bệnh này thôi, cái nghiệp này thôi, chứ không làm cho chúng ta vượt qua nuôi nghiệp được. Cụ quyết lòng đi thì Phật quyết lòng cứu cụ. Vậy thì hỏi cụ một lần nữa, cụ diệu luyện ơi, cụ quyết tâm đi làm Bồ Tát không cụ? Xin hỏi cả nhà mình có quyết lòng hỗ trợ cho mẹ mình đi làm Bồ Tát không chư vị? Xin chư vị cho tràng vỗ tay. Cụ diệu luyện ơi, vỗ tay lên đi. Xin thành thật cảm ơn gia đình mình. Chư vị ơi, nếu chư vị tin tưởng, chư vị quyết lòng hộ niệm cho mẹ, chư vị mời ban hộ niệm đến để người ta tìm cách hoa gỡ thêm cho mẹ mình. Chư vị đã làm một việc đại phước, đại báu, mà còn đại hiếu đại thuận của người con nữa. Đơn giản lắm chư vị ơi. Bao nhiêu người trên thế gian này không hiểu, cứ lơ lơ là là, cứ chờ chết rồi cầu siêu, cầu không nổi đâu. Con đô cụ luyện nghe, cụ có biết cầu siêu là gì không? Cầu siêu là chính cụ ngày đêm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con được siêu sanh về tịnh độ, đúng là cầu siêu. Như vậy là tự mình cầu siêu sanh tịnh độ là đại cầu siêu cho chính mình. Đây là ý nghĩa cầu siêu đúng đắn nhất. Phật dạy tất cả đều do chính tâm của cụ luyện, để giúp cho cụ luyện đi vãng sanh. Vì vậy xin cụ luyện quyết lòng cầu sanh tịnh độ nhé, chịu không cậu? Nhớ chưa cậu? Bây giờ bao nhiêu nào khang tiếng, nào là khổ đau, nào là sức khỏe yếu rõ rệt, càng yếu như vậy, nhắc nhớ cho mình thân thế này tạm bỡ từng giờ từng phút, đi về Tây Phương. Cụ ơi, cụ sẽ hướng cả một cái thời gian vô tận phía sau, an vui cực lạc. Cụ biết thần thông của cụ khi về Tây Phương lớn cỡ nào không? Xin thưa thật với chư vị, nếu mà cụ về Tây Phương, cụ đi mà cụ không dùng thần thông, cụ đạp 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 bể luôn quả địa cầu này. Cái năng lực của một vị đi về Tây Phương mạnh như vậy. Còn ở đây mình cầm cái cuốc mà đào cái lỗ, chút 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 thôi đào không nổi. Vậy thì mong cụ quyết chí, mong gia đình quyết chí hỗ trợ cho mẹ mình vãng sanh thành Bồ Tát nhé. Chư vị gia đình mình có đồng ý không? Đồng. Quyết lòng như vậy, cứ một đường như vậy là đi, thành tâm tin tưởng, chí thành chí kính, niệm Phật hộ niệm cho nhau, khi ra đi nhất định phải theo A Di Đà Phật. Nếu mà cụ còn ngon nữa thì mời ban hộ niệm đến, lâu lâu ta nhắc nhở, ta tìm thử mình có sơ suất gì, ta nhắc nhở cho. Hộ niệm là một pháp tu cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là cầu siêu. Nhớ nhé, mình không thèm cầu đọa lạc mà mình cầu siêu sanh, chính là siêu sanh vậy. Nguyện cầu cho chư vị trong pháp giới, khi thấy người quyết lòng siêu sanh về cõi tịnh độ để thành Phật, chúng ta cũng cùng nhau ngộ ra con đường siêu sanh tịnh độ để thoát vòng khổ lụy. Chư vị ơi, vô lượng kiếp qua chúng ta chịu khổ nạn nhiều lắm, nay gặp cơ duyên này, rõ ràng đại nguyện của Đức A Di Đà cứu độ tất cả chúng sanh, người người tin tưởng, người người trở về Tây Phương thành đạo. Giờ hôm này cúi đầu khuyên chư vị hãy cùng nhau giác ngộ, cùng niệm A Di Đà, cùng cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc.
chư vị đều thoát vòng khổ nạn, chư vị đều thành Bồ Tát, bất thôi thành Phật. Hãy về Tây Phương thành đạo để cứu độ chúng sanh nhé chư vị. A Di Đà Phật. Vui không cậu luyện, vỗ tay được chưa cậu? À gì? Dạ, dạ cậu có muốn hỏi gì phải không? Xin mở camera ra đi, xin mở mic ra đi. Dạ, A Di Đà Phật, xin host bên Zoom 225 mà mở mic dùm cho cụ ạ. Dạ, A Di Đà Phật. Xong rồi đó, hình như xong rồi đó. A Di Đà Phật. Kính thưa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các tăng Phật tử, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm. Con xin lão cư sĩ Diệu Âm khai tỉnh cho mẹ con Trần Thị Viên pháp danh thì hiệu luyện 81 tuổi, thì trên ngôi trụ bản Nam Định. Gần 2 năm nay mẹ con đau rát họng, phản chiến, lúc niệm Phật niệm thầm không niệm được to, nay bị cần nhiều vậy, con xin cư sĩ Diệu Âm khai thị cho mẹ con đã con không thể chết không kiến thiết gì nữa. 25 năm nay mẹ con đi chùa tụng kinh buổi trưa mỗi tháng 8 buổi và ăn chay 10 ngày từ khi mẹ con được nghe A Di Đà Phật. Gia đình mình A Di Đà Phật, con xin cáo lỗi. Bác ơi, vừa rồi là cư sĩ Diệu Âm đã khai thị cho cụ rất là tốt những băn khoăn thắc mắc của cụ. Thì nếu mà gia đình mình muốn đăng ký một lần nữa xin những băn khoăn thắc mắc gì thêm, con cũng xin gia đình cố gắng liên lạc với thầy Thích Hạnh Phú hoặc bác Chí Thành Dương Ngân thêm những cái thông tin để kỳ sau mình đăng ký có thể là sắp xếp cho cụ khai thị một lần nữa để gỡ rối cho cụ, thêm những băn khoăn thắc mắc cho cụ thì nó sẽ được tốt hơn. Xin gia đình mình hoan hỷ cho A Di Đà Phật để dành thời gian cho trường hợp khác, mong gia đình mình hoan hỷ. Dạ, A Di Đà.